Oppan Gangnam Style. Oppan
Gangnam Style. Gangnam Style. Xin được cảm ơn nhóm Shinam với một màn biểu diễn vô cùng ấn tượng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có cảm nhận được không? Những hạt mưa xuân đã lất phất bay rồi. Và mặc dù vậy thì chúng tôi cũng biết rằng là không khí tại quảng trường nhà hát thành phố bây giờ vẫn còn rất đông dòng người đi du xuân. Tôi tin rằng đây phải gọi là lộc xuân đã về với thành phố Hải Phòng của chúng ta. Thời khắc rất thiêng liêng này hẳn nhiên cũng đem đến cho mọi người những dự cảm cho những thành công sắp tới. Và rất nhiều người vẫn còn đang không ngớt chiếc điện thoại trên tay của mình để lắng nghe những lời chúc của những người bạn bè, những người thân của mình. Bản thân chúng tôi cũng như vậy. Và hãy giữ lại những dư âm của không gian âm nhạc đặc biệt ngày hôm nay cho suốt một năm quý tỵ thật tràn đầy năng lượng của chúng ta. Vâng, còn bây giờ thì Thu Hương và Lê Anh sẽ phải cùng xuống phố với quý vị, cùng hái một cành lộc để về sau nhà đầu năm nay. Xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong mùa xuân mới của chúng ta. Rất nhiều những sự kiện đặc biệt.